nghi phạm sát hại bạn nhậu ở Thủ Đức bị bắt. Tối ngày 18 tháng 11, Công an thành phố Thủ Đức đã phối hợp với các đơn vị liên quan Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ được nghi phạm giết bạn đồng hương sau cuộc sau nhậu hát karaoke xảy ra trên địa bàn. Trong đêm ngày 18 tháng 11, Công an thành phố Thủ Đức đã tiến hành lấy lời khai Nguyễn Văn Quang, nghi phạm giết chết bạn đồng hương sau cuộc nhậu xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại địa bàn phường Linh Xuân. Trước đó, theo điều tra ban đầu, khuya 17 đến 11, Công an phường Linh Xuân nhận được tin báo có vụ tai nạn giao thông chết người trên đường số 6 thuộc địa bàn phường. Qua phối hợp với các đơn vị liên quan và Công an thành phố Thủ Đức, Công an xác định đây là vụ án mạng. Qua truy xét và điều tra ban đầu, Công an xác định vào tối ngày 17 tháng 11, Quang, chưa rõ lai lịch, Đậu Hải Ba, Võ Long Nhật, Hoàng Đức Ba, Phạm Văn Hùng và Phạm Tiến Dũng, tuổi từ 22 đến 30, cùng quê Quảng Bình, tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ trên đường số 6, phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức. Trong quá trình nhậu, Quang và Nhật xảy ra mâu thuẫn và được mọi người can ngăn. Sau đó cả nhóm rủ nhau đi hát karaoke tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Cuối cùng ngày, cả nhóm ra về, lúc này Quang điều khiển xe máy đi trước và dựng xe, cầm vật nhọn đứng đợi tại đường số 6, phường Linh Xuân. Khi Tiến Dũng và Nhật đi xe máy tới, thì Quang dùng vật nhọn tấn công vào ngực và hông Dũng. Lúc Hùng chạy tới, Quang tiếp tục đâm vào lưng Hùng, Hùng bỏ chạy thêm ít mét thì gục ngã và tử vong. Dũng sau đó được đưa vào bệnh viện Chợ Giấy cấp cứu trong tình trạng thủng dạ dày, thủng ruột non và đa chấn thương. Riêng Quang rời khỏi hiện trường.